chàng ơi, tình chẳng quá đậm đà, chẳng gieo thơ ta lời châu báo kia xa. Mộng Cầm mượn cớ ra đưa hàng rồi đi thăm ảnh luôn phải không? Đâu còn có. Em đâu có biết mặt ảnh, giờ ảnh cũng đâu có biết mặt em. Ủa rồi làm sao mà yêu nhau? Thì mình yêu thơ trước rồi yêu người sau, chứ có thơ gì đâu. Nhưng rồi làm sao? Giờ gặp nhau ở đâu? Ở tâm hồn, ở mối tình căm lặng, ở hy vọng đợi chờ. Nhưng biết đến bao giờ, em đâu biết đến ngày nào mới được thấy mặt nhau. Tại mình yêu là do nơi mình yêu à. Rồi lỡ gặp làm sao mà biết được. Tình yêu có phép nhiễm màu, thế gặp là biết liền à. Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ cũng như chị vậy đó. Nhưng 3 năm rồi, bao nhiêu sự đổi thay. Em sắp lấy chồng, còn người ấy bây giờ. Nếu biết rằng em đã lấy chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa giờ, tựa trái tim phai tựa anh mới về đến. Vâng, 3 năm qua Quy Thành này không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua 3 năm sương gió, có lẽ gương mặt phong trần này người ta cũng không đến đổi mau quên. Anh, em vừa nhắc đến anh, đến mối tình của hai ta. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi cũng phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi. Mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua đó là câu chuyện muôn vui. Chỉ trong một vài khoảnh khắc, như mây chiều bơ vơ côi cút, đóng giữa cung trời rồi cũng u buồn mà theo gió bay đi. Tôi tìm đến nơi đây
phải để cùng ai nhắc chuyện tao phùng. Ba năm qua bây giờ đã khác, em sắp có chồng giàu còn tôi vẫn lạnh lùng ôm kiếp gió sương. Anh Trí ơi, trọn ba năm qua anh ở phương nào? Tôi ở nơi đâu thì giờ cũng lỡ làng rồi. Xin lỗi ông đây là người tình bị phụ hay bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà tôi đã biết. Người yêu không còn chờ đợi, không đến làm chi thêm hận tôi vào lòng. Tôi đến nơi đây không phải để tiếc rẻ ân tình. Ông chủ cũ mời tôi, tôi không đến sợ ông buồn, và cũng nhờ đến đây nên tôi mới biết là người yêu của tôi hôm nay đã... Phải, em đã có chồng. Có chồng? Có chồng có nghĩa là người ta đã đoạn tuyệt với kỷ niệm êm đềm buổi trước. Thở đôi đầu chung bóng dưới trăng khuya, người ra đi có lúc cũng quay về, sao con đò duyên kiếp nở âm thầm tách bên. Ba năm qua anh như một kiếp chim trời bạc gió, lẫn non ngàn vỗ cánh tuyệt mù khơi. Người năm xưa giờ đã có nơi rồi, anh dâng số kiếp hay oan hận nhân thế? Không, tôi chỉ là tôi của lạnh lùng, của tình hờ hững, của chờ mong. Xin ai đừng nhắc lời chung thủy, mong ước tan rồi đời uổng công. Ba cái xuân rồi anh ở đâu? Mình em ca khúc biệt ly sầu, đêm đêm ngồi chép thiên tâm sự. Thu lạnh em còn lạnh đến đâu anh Trí? Đúng ra thì cái tên Nguyễn Trọng Trí, thư ký phù động của ty công chánh Quy Nhân, đã bị người ta khai tử nó ba năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên nó nữa, cũng như hiện tại tôi không có quyền gọi tên Thu Cúc như thuở nào. Tôi thường mượn tên em để gợi ý đề thơ. Ngày xưa là dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi xin được phép gọi em là bà Kỹ Sư Long. Còn tôi, lúc nào cần bà cứ gọi, tự nhiên gọi tôi là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử? Hàng Mạc Tử, lần đầu khi nói tiếng chia ly, còn hẹn ngày mai đẹp ước thề. Sao bùi tương phùng chua xót qua, là ngày em khoác áo cuộc từ ly tháng qua người ơi. Yeah.
duyên lòng như sóng gió cùng âm thầm nghe tiếng ru sang muôn đời dần nhớ chuyện tình ly thân. Và lòng người nghiệt cay trao trở nên chuyện lứa đôi duyên nợ không thành. Anh rời khỏi quê nhân vô tận Sài Gòn, ba năm qua anh không hề cho tôi hay biết gì về tin tức, và cũng không ai biết anh sống chết ra sao. Rồi bây giờ anh về thì đã hết thương nhau, anh không cho tôi gọi cái tên trí nữa, cái tên mà ba năm qua tôi vẫn nhớ. Dù rằng tôi sắp cất bước theo chồng, anh Trí ơi, anh về rồi anh sẽ ra đi, mang thơ nhạc khiến cho đời sương gió, chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng xuân trường và áo tù. Lấy chồng sầu khổ cái nỗi gì, lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời quá mong. Rồi thì sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng sẽ như ai tay bế tay bồng. Lúc bây giờ bà đã đi sâu vào bốn phận làm vợ làm mẹ, bà đâu còn thì giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên Hàng Mạc Tử, cái tên mà bà vừa bảo là khó nhớ khó thương, mà ngay cả cái tên cung cơm của tôi là Trí bà cũng sẽ quên luôn, vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai, ông tới đây đi làm gì. Rồi bà cô mỏi trong trí nhớ, khi nhận được nhau rồi thì tôi với bà chắc tóc đã ngả màu sương. Người ta bảo đàn bà thường hay lắm chuyện, cậu không phải đàn bà mà cậu nói hơi nhiều à. Dạ kính chào ông chủ sự. Ừ, mong cầm cháu Đường tôi cứu lên lầu giùm bác, nó đang bệnh ở đây có gió độc à, ở đây không nên. Anh Trí rồi nữa còn tí cái gì nữa đi. Cậu Trí, cậu về xe cậu không tới tôi, cậu đợi tôi mời cậu mới tới phải không? Dạ thưa, đó là luật thừa trừ, vì ba năm trước đây tôi đợi ông chủ đuổi tôi mới đi. Nè cậu phải hiểu rằng hiện giờ con Thu Cúc nhà tôi sắp tới ngày thành hôn, nên ông mới mời tôi sang đây để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu mà cậu cũng chẳng nợ tôi. Dân chỉ có lời hứa mà thôi. Giờ cậu muốn gì, giác đơn đi kiện hay cậu muốn giảng hòa? Dạ nếu đi kiện thì kiện ở tòa nào, gì đâu ai xử để mà mình chưa. Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng đen bạc. Tôi đã thành tài nổi danh, còn ông có giữ lời hứa hay không? Hơn ba năm trời cậu đã vắng bạc tình. Kìa ông cấm tôi thuê từ, chắc ông vẫn chưa quên. Nhưng bây giờ thì đã muộn. Không, tôi về vừa đúng hẹn. À, vậy là làm sao? Bây giờ muốn gì nói lại à? Tôi nói ông tệ thiệt tệ. Nè 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 nè, tôi cắn cậu hổn tôi rồi nha. Thì ông biểu tôi nói đại, tôi nói đại. Tôi nói chuyện cậu nữa. Ông Tham, bác Tham, cháu xin bác cho cháu được gọi lại tiếng bác của ba năm về trước, khi cháu còn là một thằng thơ ký quèn lương không đủ sống để nuôi thân. Để vậy? Để nghe bác phủ phàn từ chối cuộc hôn nhân, khi cháu nhờ mai mối đem trầu cao sang giảm hoài. Nói chuyện móc họng thôi. Bác bảo rằng nếu muốn lấy con gái của bác thì phải có nhà, có cửa, có sự nghiệp công danh. Chứ ai lại đi gả con cho một thằng thư ký mỗi tháng tiền lương chỉ có 800 đồng. Cháu đứng nơi đây mà nước mắt cháu chảy ròng ròng,
mâm trầu cao cháu đi làm lễ hỏi, cháu ngỡ rằng mâm vàng bạc chỉ tiền để đi điếu một đám tang. Bác bảo rằng mày hãy về đi việc kỳ hẹn, trong ba năm ráng nhịn uống nhịn ăn để dành lương thơ ký, hoặc đem mấy bài thơ của mày đi bán rẻ cho mấy người đi họ nằm giữa chợ đời. Rồi bây giờ cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người đi mua thơ của cậu? Dạ nhiều lắm bác ạ. Cái cháu Mộng Cầm đây nè, tiếp với bác rồi nói gì nói không lại mà. Thưa bác, thơ của ảnh bác có đọc rồi mà. Đâu có, bác có đọc nào đâu. Bác đọc rồi mà bác chẳng biết ai sáng tác. Trong lúc người biên đọc thơ ảnh, họ còn biết tên biết tuổi của người nặng óc nặng tim. Anh Hàng Mác Tư, tôi là người đã từng mến chuộng thơ anh, xin được làm quen với nhà thơ Hàng Mác Tư, để trần gian này thêm một người điên nữa đọc thơ anh ngạo nghễ giữa chợ đời. Tôi từ Phan Thiết ra đây, chỉ có tập thơ của anh tôi chọn làm đối bao. Bãi biển Quy Nhơn đêm nay chắc đầy trăng sáng, tôi muốn viếng một lần mà chẳng có ai quen. Đúng là đồ điên thiệt mà. Thưa, tôi là người sanh trưởng ở Quy Nhơn, giữa tôi và Mộng Cầm nếu không có sự cảm thông về thi văn thì tôi nghĩ bổn phận của người địa phương cũng phải hướng dẫn khách nhàn du khi họ cần tìm hiểu. Nếu vậy thì tốt lắm, anh hãy đưa Mộng Cầm đi nha. Con gà, đừng có đi. Đi giá được ở nhà con mà Mộng Cầm. Đừng có theo cái đồ điên, tôi rồi điên hết trơn rồi, điên cả lũ mà điên hết trơn rồi. Trầm ngang nghe bay trong lành cung, xuân thơm bối rối ngọt vô cùng. Thượng vô tâm quá lòng thiếp buồn như một tấm nhung. Cháu Mai Đình kìa cậu bố. Cháu vừa quét dọn xong nhà cửa cho anh Hàng Mặc Tử, đang đọc thơ cái cậu về đến. Cậu biết lúc nào cháu cũng dành sẵn nhiều cảm tình với thằng cháu với cậu lắm. Mà đâu có phải mới đây sao? Hồi năm 10 năm nay lắm nè. Hồi Hàng Mặc Tử nó chưa nổi danh, hồi nó còn là thầy thơ ký quèn với số lượng chết đói kìa. Cậu, hồi đó cũng như bây giờ, trước sau gì Mai Đình này cũng chỉ là cô gái láng giềng người cùng chung lối ngò. Mà nó thương, ngăn cách một vuông rào nên hai đứa dễ làm quen. Tao biết mà. Thấy anh ham làm thơ mà quên việc sách đèn, đành gian dở việc bút nghiêng phải xin đi làm chân thư ký. Cháu thương ảnh là thương từ ngày đó, ngày mà ảnh mang cái tên trí với lứa tuổi qua niên. Ham làm thơ mà tôi lại không tiền để mua giấy mực bút nghiêng, cháu lo sợ anh buồn, cháu chạy về nhà trẻ ông lấy tiền thay số bạc 200 dành dùm từ lâu để cho thơ cõi cạn nguồn. Cháu mua giấy viết tặng anh, đó là nghĩa là ân, là cả một tấm lòng. Kẻ có tâm hồn thì không thể nào quên, cậu khuyên cháu hãy dừng lòng, ráng mà chờ mà đợi cháu ơi. Cậu, đâu phải cháu đem chuyện xưa nhắc lại để anh nghe mà
Mẹ Đình với cậu Phú nói lén gì tôi đó. Kìa, anh Trí, em có nói gì anh đâu. Mà thôi, em về nhé. Lát nữa cái em qua à. Cháu về nghe cậu Phú. Anh Trí. Ủa kìa, Hồng Sương, em ở Sài Gòn ra đi hồi nào? Bây giờ thì anh đã hiểu sự có mặt của em tại đây rồi chứ. Hiểu, em là dì ruột của Mộng Cầm thật sao? Định mạng, cai nghiệp và trớ trêu là ở cái chỗ đó. Dù Mộng Cầm là cháu ruột của em, nhưng nguy hiểm là một đối thủ đang ở kia kia bên em. Phen này phải ăn thua đủ, chuyện một mất một còn chưa biết ai là người thắng thay. Trời ơi, cùng một phe với nhau mà cũng ăn thua nữa sao? Dù nó là cháu của em là gì của nó. Nhưng ai vì cháu yêu một người, ôi thật là mãi miên. Vậy thì ráng nhường nhịn lẫn nhau, kẻo thiên hạ họ chê cười. Anh khuyên nó nhường nhịn em đi. Tôi làm sao khuyên được Mộng Cầm. Nó phải về tính việc hôn nhân, đó là bước đầu em đã thắng đối phương. Và khi nó bắt buộc phải lấy chồng là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh. Ồ, Trí Tùng, trời ơi, trời ơi, lâu quá mới gặp. Sao nghe nói ra bác sĩ rồi hả? Cha, coi bộ. Ủa, ngon không xuống. Anh Tùng. Ủa nói vậy hai người quen nhau hả? À, xin lỗi, vậy cho phép tôi rút lui để cho hai người được tự do tâm sự nha. Không, Trí. Anh Tùng, tại sao anh âm thầm rời bỏ đất Sài Gòn? Là gì anh muốn quên dĩ vãng? Sau khi em từ chối lời cầu hôn của anh mà không có lý do chính đáng, cho đến hôm nay, mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu vào quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ lại, anh vẫn còn tự hỏi, không biết có nào em lại từ chối lời cầu hôn của anh. Anh Tùng, bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao em có mặt ở đây rồi. Em Không, em đừng sợ. Đừng sợ một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngại cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc lá rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng khuya trên mặt hồ thu em đềm không gần sông. Nói thật với em là nếu cần, anh cũng xin đem tình anh mà lót thay thảm cỏ, để cho em bước du quy cho người yêu đặt gót chân. Một hạnh phúc chỉ vuông tròn. Nếu là ngày xưa thì cô dâu ngồi trên kiểu cưới, anh sẽ tình nguyện làm một gã kiểu phu. Nhưng thời nay chứ không phải là thời xưa, em lên xe qua có kẻ đón người chờ. Anh đứng bên lề vỡ nón tiếng đưa, rồi lặng lẽ cúi đầu mà giả tự dĩ dàng. Anh Tùng, anh giúp cho em thật không? Anh có hy sinh cho em thật không chứ? Này, em cứ đưa ra một điều kiện nào đó xem anh có phải là kẻ biết giữ đúng lời hứa hay không. Vỡ nón cúi đầu giá từ dĩ vãng, cũng không đem tình anh thấy thảm có lúc trên đường. Em chỉ xin anh hãy làm một người hùng, trước mặt hạng mặt tử hãy coi em như tình bạn. Thứ tình bạn thông thường không phá trộn tình yêu, để trên đường em đi không vướng vấp trong gai, không sỏi đá làm đau gót chân ngà ngọc.
con dột lưỡi sầu đồng trên mắt biết không nhạt môi cười vì héo nụ tầm xuân. Anh Tùng, anh đừng trách em không đáp lại lòng anh mong mỏi. Chính em nè, em không biết tại sao em có nhiều thay đổi đột ngột ở tâm tình quá. Hồng Sương, khi mới bước chân vào đây, anh và em đã ngỡ ngàng làm cho hàng mắt tử nhường cho hai đứa mình tâm sự. Chắc bản anh cũng nghĩ rằng cuộc tương ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho những kẻ yêu đương. Anh cũng không ngờ tìm đến thăm bạn lại gặp Hồng Sương và đột ngột khi nghe em yêu hàng mạc tử. Nhưng anh sẽ vì em, vì em tất cả, để nói lên với hàng mạc tử rằng em là một người bạn tiếc của anh. Rồi nếu vì nghĩa kim bằng tử nó mời anh ở lại anh thế lần sau nhưng chẳng có đi bao giờ. Dì Út, Mộng Cầm, dì ra đây để làm gì? Để gọi cháu về. Gọi cháu về? Phải. Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn, vì mỗi người đã có một bổn phận. Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cho cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, không thể ăn bám mãi mẹ cha mà không nghĩ đến cái việc hôn nhân. Rằm này nè, đàn trai đem trầu cao tới để xem mắt cô dâu đó, chắc không thể vắng mặt được. Dì Út, dì thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu, hay dì đã lấy quyền làm mẹ bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Cho cháu được vuông tròn hạnh phúc, hay vì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vực sâu. Ở địa vị của cháu dì sẽ nghĩ ra sao nếu cháu bảo dì đã đoán tình yêu của cháu? Dì đã lấy quyền quý làm trò gian lận trong cuộc chạy đua đến cuối nẻo đường tình. Xin lỗi, sự có mặt tôi nơi đây có gì trở ngại không à? Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên là phải có. Nãy giờ có lẽ cô đã thấy sự hy sinh của tôi cho nó chứ. Nhưng với tôi thì xin đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh. Đừng ai bắt buộc cô phải hy sinh? Cô nói thế nghĩa là gì? Vì tôi không yêu hàng mạc tử. Hả? Dì Út, cô mà cũng yêu hàng mạc tử? Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được nên lời, như dì cháu của nhà cô. Vậy thì tốt hơn tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua. Thà bỏ cuộc hơn là mình phải rước lấy đau thương thảm bại. Cảm ơn lời khuyên bảo của cô, nhưng tôi trót thương anh. Dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng, tôi đã sống bên anh như hình với bóng, dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non ngàn. Trọn cả đời tôi là những chuỗi ngày buồn, mảnh đất quê hương dây tròn thân phận, mắt không quá tầm vượt lũy tre xanh. Với tuổi dãi cò 14-15 đã biết yêu anh với mối tình trong trăng. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến tranh giành. Hàng mặc tử chưa phải là của riêng ai cả. Một món đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm, không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân.
Ngày nay hai cô được xem viên ngọc quý là nhờ có bàn tay của người thợ dồi mài. Tôi không dám bảo nhờ người tôi mạnh mới thành tài. Nhưng cái ngày anh nghèo muốn làm thớ không tiền múa giấy mực, chính tôi là người phải chạy phải lo. Mấy bài thơ ấy tôi còn cất giữ đi nè hai cô. Năm bảy năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ, nhưng nặng tình xưa nghĩa cô. Nếu tôi đưa nghĩ anh coi anh cũng không ngờ. Sao không đưa cho anh coi? Quê với chúng tôi làm gì? Để cầu xin lòng thương hại. Nếu tôi có xin á là xin cô đó đó. Còn cô, cô đã bị loại rồi, tin yên phận thì hơn. Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu phải là một tờ giá thú, ở đây cũng không phải là phiên tòa để cô trưng ra bằng cơm. Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai. Nói đúng ra hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì đâu có gì bảo đảm. Khi mà tôi với cô chưa giáp mặt người tình, khi chiến trận tan rồi phải có một kẻ hy sinh. Tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hận tôi. Nếu biết ra quân là đem về chiến bại thì lắm trận làm gì có mang ngực vào. À, nói vậy thì xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội. Đem tình yêu ra đây mà bài binh bố trận, 8 năm nữa cũng chưa chắc gặp thằng cháu tôi đâu. Anh Hà Mặc Tử đâu rồi bác? Về Sài Gòn rồi, trời ơi chớ đây chịu đời sao thấu. Nội có một đêm mà dân tới miệng nó coi 1, 2, 3, 4 cả chục món ăn làm sao nó nuốt cho nổi. Sợ quá nó lấy vé xe lửa nó về Sài Gòn rồi. Nhờ tôi đến đây báo tin vui, vậy mời bá quan ai về nhà nấy. Đi đi, chuyến xe lửa tốc hành còn 5 phút nữa mới chạy. Cháu với chị ra ga mai còn kịp. Đi gì? Cậu Phú ơi. Gì đó cháu Mai Đình? Không biết anh Hà Mặc Tử có nằm ở dưỡng đường này không cậu à? Cậu cũng đâu có biết. Trời đất ơi, dưỡng đường gì mà ngồi cả buổi không gặp một người đến hỏi thăm nữa. Bộ ế lắm á. Trời, có người tới kìa cháu. Dạ thưa ông, ông muốn nằm phòng nào? Trời đất ơi, đây tử tế quá Mai Đình ơi. Tới thăm người nhà mà họ cũng cho mình nằm phòng nữa. Ở đây còn lịch sự đó cháu Mai Đình. Dạ. Dạ tôi muốn hỏi ông nằm phòng nào? Dạ thưa cô, tùy lòng tốt của cô à. Cho nằm phòng nào thì ông cháu tôi nằm phòng đó mà. Không sao mà. Dạ cô tốt dạ, quá. Dạ có cô đây nữa hả? Dạ. Dạ như thế là hai phòng. Trời đất ơi, họ cho tới hai phòng cháu. Dạ. Mình ơi trời, sao đây họ tử tế quá. Tử tế gì ông? Nằm phòng là trả tiền chứ tử tế gì ông? Trời đất. À phòng ở trên lầu thì 140. 140. Ở dưới là 80. Ông muốn nằm phòng trên lầu hay là nằm phòng dưới? Dạ trên lầu hay dưới thì nằm cũng không được hết trơn á. Trời đất ơi. Bố, cô tưởng ông cháu tôi giàu có lắm hay sao mà kề giao toan cắt cổ trong lúc tụi tôi đang rầu rĩ. Bỏ cửa bỏ nhà lên tận nơi đây, đi ô tô đây cũng mất tới 2 ngày. Vậy mà không biết nó ở nơi đâu để mà gặp mặt mày nó đây. Ông định tìm ai mà không gặp, tên họ là gì ông cứ nói cho tôi nghe. Nghe nói anh lên chữa bệnh trên này cả nửa tháng rồi phải không cô? Như anh là ai, tên họ là gì, cứ nói anh hoài tôi biết sao. Tên của anh tôi là Nguyễn Trọng Trí, nhưng mà người ta cứ thường gọi là Hàng Mặc Tử đó cô. Trời ơi vậy sao? Vậy ông với cô đây là thân nhân của Hàng Mặc Tử. Vậy mà tử nãy giờ không nói. Anh Hàng Mặc Tử chữa bệnh ở đây nè. Trời ơi vậy hả? Vậy à? Trời ơi cậu ơi. Đừng, đừng nhảy. Cậu ơi cháu mừng quá cậu ơi. Mừng đừng có nhảy, mừng mà đừng nhảy bậy. Kìa bác sĩ tới kìa. Bác sĩ tới. Kìa cậu Phú. Trời ơi. Ủa có cả cô Mai Đình nữa à? Cháu Tùng, Hàng Mặc Tử nó bệnh gì sao vậy cháu? Dạ anh đau bệnh. Bệnh thì bệnh, đau đau gì đau bệnh.
Trời đất ơi mẹ cứ nói lôi á thôi, thật tao hiểu không có ra. Nó bệnh hay đau thì cũng phải nhờ mày. Tình bạn lâu năm thầm càng cố gắng son kiếp. Nó nghèo mà còn cháu thì giàu sang. Nó đau bệnh gì mà cháu muôn dâu quanh già. Ảnh nóng lạnh hoài và nhức tủy nhức xương. Ê ẩm trong người cháu đoán chưa ra. Tớ nhớ thì nó bệnh bán cua hồi nhỏ đâu có lần hè. Nó đâu có luôn còn mà một tủy một xương. Xin cậu chớ lo cháu hứa tận tâm. Thử máu cho anh rồi sẽ biết bệnh tình. Kết quả y khoa trong vòng nửa tiếng phân loại di cần rồi cháu trị liệu này. Còn bây giờ thì cũng chịu bó tay. Căn bệnh lạ lùng từ trước tới nay chưa gặp lần nào cháu cũng nghĩ. Chúng tôi ở xa tâm sự cây nhờ bác sĩ tận tình chữa trị giùm cho. Cậu Phú và cô hãy an tâm, ở đây chúng tôi có đủ khả năng chữa trị mọi căn bệnh ngoại trừ. Dạ thưa bác sĩ, đây kết quả bệnh lý của bệnh nhân đang nằm phòng đặc biệt. Đưa tôi xem. Vô lý thật. Mời cậu Phú và cô hãy theo tôi lên phòng thí nghiệm. Thôi mình tạm chia tay nghe anh. Chủ nhật tuần tới em sẽ trở lại thăm anh. Thôi em về nha. Dạ. Những gì của tuần tới cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh của bác sĩ, bắt đầu từ giờ phút này cấm người thân thăm viếng. Cấm tất cả hay là dành riêng cho những thân nhân đang nằm phòng đặc biệt? Anh Hàng Mặc Tử, anh nằm phòng nào? À, xin lỗi cô, tôi muốn biết dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt hả cô? Dạ, chỉ có một phòng duy nhất. Ngoài thi sĩ ra không ai được nằm cả. Cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi? Dạ, đó là lệnh của bác sĩ. Còn tôi chỉ là kẻ thừa hành phận sự. Hả? Tôi muốn cô nói rõ hơn chút. Nghĩa là sao? Vì nghề nghiệp của một y tá bắt buộc tôi không thể nói mà những gì tôi đã muốn nói. Nhưng tôi cũng có thể cho anh biết rằng kể từ hôm nay anh không có quyền tiếp xúc với người ngoài. Đó là lệnh trên của bác sĩ, xin anh hiểu giùm cho. Bệnh tình tôi thấy thuyên nghi giảm, không còn đau nghi đớn nhức nhối. Đâu có lẽ nào nghe cô nói tôi càng hoài nghi. Có tiếng chuông ngoài phòng trực gọi tôi. Xin cô thâu ngắn tâm tình, được chừng nào hay chừng nấy. Chào cô. Anh Hàng Mặc Tư, vì sao họ lại cố tình ngắn chia hai đứa mình qua hai lối rẽ? Anh mang trọng bệnh gì sao anh lại giấu em? Mong cầm ơn chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng. Vì bệnh trạng không thì đau đớn đã mười phần thiên giam. Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống khi mạch máu quanh còn luân chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình anh đang có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khắc để đưa anh về cõi chết? Hàng Mặc Tư, anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi. Những tiếng từ ly buồn ơi hai tiếng từ ly nào nè. Trong gió lời thảm thương buồn, hồn thơ anh sẽ rèn khắp nẻo mơ. Lấy máu hòa an anh trăng, đêm gió hòa chung an thơ. Đau thương anh lắm cầm.
Mộng Cầm ơi, nếu sợ tiếng từ ly thì em hãy về đi, để cho anh được gói tròn thân phận. Vì trong cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng, nên anh chẳng dám chở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng. Mộng Cầm ơi, có phải đêm nay là 16 trăng tròn? Ai sẽ thay anh làm thơ ca tụng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng? Trăng không còn là trăng của tình duyên, mà trăng treo chơi vơi trên cành liễu rủ, thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm, ướt cả bờ vai của người bạn chung tình. Mộng Cầm, có thể là anh sẽ xa em vĩnh viễn, trên cõi trần này chẳng gặp mặt nhau, hoặc họ sẽ đưa anh đi tận nẻo trời xa, nôm ấp mảnh hình hài không còn người lui tới. Thì em ơi, đây là giây phút cuối, thay tiếng tả từ rồi đoán tuyệt tình nhau. Thôi thì những bài thơ làm tặng riêng em đó, em hãy coi như di vật cuối cùng anh để lại thêm. Hàng mắt tư, anh hết thương em rồi sao? Tình yêu qua dần thơ còn căng nhựa sông. Em còn đây, anh còn đó, trăng chưa sầu, liễu chưa rủ, tóc còn mềm như mạch suối yêu đương. Như thuở nào ngồi đợi trăng lên trên bãi vắng, anh ru em vào giấc mộng. Mộng chưa tàn mà sao anh bỏ trốn, để em một mình ngơ ngác nẻo trần gian. Réo gọi tên anh cho mờ đôi mắt lệ, trăng vẫn còn soi em lại nơi trăng tàn. Mộng Cầm kìa, dì Út, dì đến đây với sự tình cờ hay biết cháu từ Phan Thiết vào thăm Hàng Mặc Tử. Dì quên lời dì đã hứa với cháu rồi sao? Lời hứa đó dì vẫn còn giữ cho tới hôm nay. Dù đã khoác áo dòng tu, hiến trọn lòng kinh cho Đức Mẹ. Anh Hàng Mặc Tử, đêm đó anh cố tình lẫn trốn vì cháu tôi, phải không? Phải. Đêm đó tôi lẫn trốn tất cả mọi tình thương, để cho những người ở lại hiểu rằng dù tôi là thiên nhân thì cũng chỉ có một trái tim, không thể nào chia năm xẻ bảy được. Để trả lời sự hiểu biết của tôi, nhưng bây giờ, bây giờ thì anh đã thấy. Hả? Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng bộ đồ dì Phước này là nguyên nhân sự ngang trái với bác sĩ Tùng. Hàng Mặc Tử, anh tàn nhẫn lắm. Anh phải hiểu rằng đây là sự hy sinh của tôi chứ. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần anh hiểu, vì sự hy sinh của tôi đối với anh nào có nghĩa lý chi đâu. Anh yêu Mộng Cầm chứ nào có tóc tan.
màu áo kia làm tôi xúc động, nhưng lỡ nghĩ rồi cả nghĩa hy sinh. Phải chăng anh cũ rây mộng cầm bởi yêu mai đình rồi chăng? Không, Mai Đình chỉ là một cô gái đáng thương, xin đừng đem tên tuổi của người con gái đó vào trong duyên nợ. Nhưng còn lại những chuỗi ngày thường đau khổ, anh cần phải có Mai Đình. Và thật sự Mai Đình mới đáng gọi là kẻ hy sinh. Tùng, Tùng, tại sao anh chữa trị cho một bệnh nhân mà anh không cho bệnh nhân hiểu biết căn nguyên bệnh trạng nghĩa là làm sao? Tại sao anh cấm tất cả tình thương đem đến? Anh còn là bạn của tôi hay anh đã là tình địch của tôi rồi? Hè Mã Tử, mày điên rồi, mày đã điên rồi à? Tao điên rồi. Tùng, mày là bạn của tao, nhưng mày làm tới ông bác sĩ nữa, mày bảo tao điên. Thì tao điên. Tùng ơi, tao điên mà tao còn nhớ tên của mày đây thì chưa phải là tao điên đâu. Thằng Mắt Tư, tao còn nhớ tên tao thì cũng chưa hẳn là tao điên. Còn đây là hai dì cháu, yêu chỉ có một tình yêu mà người yêu ấy lại như là tao. Nhưng một người hy sinh thân phận, nhường cho cháu trọn hưởng niềm vui, nhưng niềm vui kia vẫn không trọn vẹn. Vì mày làm mày tới ông bác sĩ, mày khám tao điên nên tao phải mất mộng cầm. Mày yêu Hồng Sương mà sao mày không dám nói thẳng với nàng? Mày đi lại nói với tao rằng mày với nàng chỉ là đôi bạn chí thân. Anh Tùng ơi, anh ở đây quân tử vô cùng đã hy sinh một mối tình. Đã hy sinh rồi mà nó vẫn còn ghen. Hy sinh mà còn ghen thì mày hy sinh làm cái quái gì? Mày hy sinh làm cái quái gì? Những lúc này tôi cần sự yên tĩnh cho Hàn Mặc Tử. Mỏng Cầm và dì Phước có thể qua phòng bên cạnh để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi nhé. Cô Lan, dạ, đưa hai người bạn của tôi qua phòng tiếp khách. Dạ thưa dì và cô, theo tôi. Chàng ơi, chàng ơi, tình chàng quá đậm đà. Chàng gieo thơ ta, lời châu báo kêu xa. Chàng ơi, chàng ơi, mùa trăng ngày xưa ta đông. Nơi đây nhiều sương mối quá, nhạt nhòa vườn thanh năm xưa. Chàng ơi, chàng ơi, mùa trăng thua hẹn. Ai mua trắng không lại đây tôi bán trắng cho. Trắng ơi vì trắng hồn ta run máu. Tương tư vẫn thơ vĩ dạ mà nghẹn ngào niềm tin. Yêu mắt sương mù ai bé trắng làm đôi cho ngất ngư hồn thơ. Trắng mong cầm ta đâu hỡi hay cơn gió lây qua mày tình ý hay mong mày hồn ta chất bánh bay. Chàng ơi chàng ơi, còn đâu thua đời chờ ta nghĩ bơ ngơ màu trắng thua chúng đôi. Chàng
sống. Đình, tôi mời cô ra đây để bàn với cô một việc. Tôi đang chờ nghe bác sĩ. Cô thấy không, anh Trí đang xúc động mãnh liệt, phần đang bực tức vì tôi giấu không cho anh biết bệnh trạng của anh ấy như thế nào, nắng nhé ra sao. Thưa bác sĩ, tôi biết cô có nhiều cảm tình với anh Hàng Mặc Tử, nhưng không biết sau khi tôi cho cô biết một sự thật chua xót đau thương, cô có còn giữ được tình yêu tha thiết như trước không? Tôi xin hứa với bác sĩ là nếu anh Trí rủi có mang chứng bệnh nan y gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng hy sinh không thế để được ngày đêm săn sóc cho anh. Tốt lắm, đây là tờ y chứng. Sau một cuộc khám nghiệm, người ta cho biết là anh Hàng Mặc Tử đã mắc bệnh phong cùi. Bệnh phong cùi? Trời! Phải. Vậy tôi nhờ cô cầm giấy này trao lại cho anh Hàng Mặc Tử. Tôi tin rằng cô sẽ có nhiều can đảm đón nhận những đau thương bên người bạn thi nhân bạc số vô phần. Cả một đời thơ là một chuỗi đau buồn. Con ơi con ơi, nó đẹp là khi nó bay nó lượn, chứ khi nó đậu trên cành thì nó cũng tầm thường như tất cả mọi loài chim. Thơ của Hàng Mặc Tử có thể làm rung động những con tim, những căn bệnh Hàng Mặc Tử cũng có thể làm cho mọi người lãnh xa ghê tởm. Chỉ có cô là người một tình thương cao thượng nên sự hy sinh của cô Phật còn bán không bằng. Hãy cầm giấy này trao lại cho anh tôi tạm đánh mặt để cho hai người tâm sự. Giả lại chính tôi không đủ can đảm để nói cho bạn mình biết rằng anh đã mang chứng bệnh nan y. Đức quy nhân có lấy tiếc nơi sân và là nơi chôn nhau cách rúng của nhà thơ Hàng Mặc Tử. Vậy sau khi đã cạn lời tâm sự, hai người thu xếp thành tan trở lại quê nhà. Tôi sẽ đứng trong đám sương mờ Đà Lạt hoàng hôn, nhìn đôi bạn bước dần qua ngõ vắng và thầm cầu chúc cho mối tình bất diệt dù cả hai cùng. Mai Đình à, lúc nãy Tùng nó có nói gì với Mai Đình không? Không, không, không có nói gì hết. Tới giờ này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc. Nhưng còn có em bên anh, bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha cũng thế nào chữa trị được. Nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi, bệnh hụi, thì liệu Mai Đình có thể ở cạnh tôi suốt cả cuộc đời không? Anh Trí, đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh Trí ơi. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì, tình nguyện cái gì? Thế gian này đều giả dối hết, hãy về đi để cho tôi yên. Tôi không cần ai thương hại tôi hết, hãy về đi. Mai Đình, tôi thật là vô lý. Anh xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng khăn gói từ Quy Nhơn lặn lội vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời vừa rồi tôi phải nhường cho những câu an ủi. Mai Đình hãy tha lỗi cho tôi. Mai Đình cầm giấy gì đó,
đưa tôi xem. Không, không. Đưa tôi coi. Không. Đưa tôi coi. Không. Trời ơi, Dây Chân Y, Dây Chân Y xác nhận là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử này đã mang bệnh cùi. Trời ơi, Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt con rồi. Chúa đã trừng phạt con. Anh Trí, anh Trí ơi, anh Trí. Tại sao, tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc cái chứng bệnh phong cùi? Tại sao người ta lại đưa giấy kết quả khám nghiệm y khoa cho Mai Đình mang tới? Tại sao? Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc đau thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về ở quê hương mà làm thơ ca tùng trăng vàng. Trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Từ lâu em mong đợi cánh chim phiêu bạc giữa dòng còn ai thương ai tưởng cũng như là em đã thương anh. Mai Đình, ôi nhân tình thế thay là đây, giờ bên ta chỉ còn có một Mai Đình. Anh Trí, người mà tôi đã bỏ quên suốt một quãng đời đau khổ. Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui là cả một cuộc đời. Không, Mai Đình, em mới là người ban ơn sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ ngày suốt cả một đời anh. Anh Trí, Mai Đình. Anh Trí, hãy gọi tên anh Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử, ba tiếng đó như một trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cả, chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc, để làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quý khi trầm mặc giữa điêu. Ta sợ nghiệp phi văn nằm mề trong so kiếp già tràn, rồi đây biết ai còn nhớ đến tên Hàng Mạc Tử khi anh quay về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người thiếu bạc tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong còn xa lạ và đã in sâu trong lòng và cái quê mùa. Mai Đình, em đang hờn trách anh đó phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Anh Trí, Mai Đình, Mai Đình, từ quy nhơn vào đây em chỉ quanh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, dầu tàn phế em xin nhận về làm bảo vật, chắc
chẳng còn ai đến đây giành giật không lẽ đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh Tri, em đang đứng ở cạnh anh đây, 7-8 năm nay em mới tìm thấy một nguồn vui nho nhỏ. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì hơn nữa. Đã đầy đủ lắm rồi, ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương. Phải, Hàng Mác Tứ chỉ là một bút danh, người đời có thể quên anh khi nguồn thơ đã cạn, khi anh không còn đủ tâm huyết để ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là một vế nhân với kiếp sống tật nguyền. Cô Bất Diệt chẳng đó là cái tên Nguyễn trong trí của anh, cái tên anh đã bỏ quên những em đã đem vào hồn trinh tất dư. Ngày xưa em đợi nghĩ em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Chàng ơi, tình chẳng quá đậm đà, chàng gieo thơ ta lời châu báo kiêu sa. Chàng ơi, chàng ơi, mùa trăng ngày xưa ta đâu, nơi ấy nhiều sương thoái quá, nhạt nhòa biển thanh năm xưa. Chàng ơi, chàng ơi, mùa trăng thua hẹn hò, ai mua trăng lại đây tôi bán trăng cho. Trăng ơi, vì trăng hồn ta đâu, tương tư vẫn thơ bí dạng mà nghẹn ngào niềm riêng. Trăng ơi, vì trăng hồn ta rút máu, tương tư vẫn thơ bí dạng mà nghẹn ngào niềm riêng.